Chế độ ăn đầu tiên mà bác sĩ Ngọc muốn nói đến ở trong những cái chế độ ăn này đó chính là chế độ ăn Địa Trung Hải. Và đây cũng chính là cái chế độ ăn mà bác sĩ Ngọc và gia đình đang áp dụng theo với cái chế độ ăn này. Thế thì tại sao lại gọi nó là cái chế độ ăn Địa Trung Hải? Bởi vì người ta thấy là những cái người dân sống ở cái khu vực biển Địa Trung Hải ấy, thì người ta thấy là cái tỷ lệ về cái việc mà mắc bệnh lý về tim mạch hay là ung thư cũng như là đái tháo đường ấy, nó thấp hơn rất là nhiều. Và cái tuổi thọ người ta cao hơn, và người ta nghiên cứu xem. Thế thì khi mà người ta nghiên cứu thì người ta thấy là người ta sẽ có cái chế độ ăn nó khác so với những cái khu vực khác. Và sau đó thì người ta sẽ áp dụng đúng cái chế độ ăn đấy vào cho những cái nơi khác, và người ta bắt đầu người ta sẽ là đo lường xem cái tỷ lệ về những cái bích bệnh nó sẽ là như thế nào. Và có một cái nghiên cứu người ta cái tiến hành thử nghiệm trên cái số lượng rất là lớn những người mà ăn cái chế độ ăn Địa Trung Hải ấy, thì cho thấy là nó sẽ là giảm cái nguy cơ đột quỵ so với cái chế độ ăn ít chất béo bình thường. Một cái nghiên cứu khác vào năm 2022 thì tiến hành trên 1.000 người trưởng thành ấy, thì người ta thấy là cái nghiên cứu này được tiến hành ở Tây Ban Nha. Và khi mà ăn cái chế độ ăn Địa Trung Hải thì dẫn đến là ít cái biến cố tim mạch hơn, bao gồm là nhồi máu cơ tim này, những cái tai biến mạch máu não này, đột quỵ này, những cái bệnh động mạch ngoại biên này, so với cái nhóm mà không dùng cái chế độ ăn kiêng này thì sau 7 năm theo dõi thì người ta thấy cái đấy. Ngoài ra nữa thì cũng có rất là nhiều những cái nghiên cứu cho thấy là đối với cái chế độ ăn Địa Trung Hải này, nó làm giảm cái nguy cơ của cái bệnh lý tim mạch này, bệnh Parkinson này, Alzheimer này, ung thư này, và cả bệnh đái tháo đường tiếp 2 nữa. Đấy chính là cái mà chúng ta sẽ thấy là cái chế độ ăn này nó giải quyết rất là nhiều những cái vấn đề liên quan sức khỏe chúng ta, chứ không phải mỗi một cái bệnh lý về tim mạch. Nên là chúng ta sẽ áp dụng, nếu như mà chúng ta một người mà bình thường, chúng ta vẫn có thể áp dụng cái chế độ ăn này. Chúng ta có vấn đề về mỡ máu, chúng ta cũng có thể áp dụng cái chế độ ăn này, hoặc là chúng ta có những cái bệnh lý khác, chúng ta vẫn có thể áp dụng cái chế độ ăn này. Thế thì cái chế độ ăn này nó sẽ được áp dụng như thế nào? Cái đầu tiên đó là người ta sẽ là trong cái chế độ ăn này, người ta ăn rất là nhiều hoa quả và rau xanh. Người ta gần như là hàng ngày đều có hoa quả và rau xanh hàng ngày. Và đây chính là một trong những cái mà thực ra là đối với gia đình bác sĩ Ngọc thì bây giờ cái tiền để mua hoa quả ấy, với tiền rau ấy, thì nó còn có khi nó nhiều hơn cả cái tiền thịt rồi. Và chúng ta có thể là chúng ta sẽ là mỗi một ngày chúng ta sẽ là thay đổi những cái hoa quả khác nhau, cam, chuối, rồi chanh leo hay là bưởi, tất cả những cái đấy chúng ta có thể là chúng ta sẽ thay đổi, nó đa dạng cái màu sắc của hoa quả. Chúng ta sẽ là ăn gần như là ngày nào cũng sẽ là có cái hoa quả. Rau xanh cũng thế, đặc biệt là đối với cái rau mà rau họ cải ấy, như là cải chân vịt này, cải bắp này, những cái rau cải xanh ấy, thì nó cũng sẽ là rất là tốt cho sức khỏe và ở trong cái chế độ ăn này. Tiếp theo nữa của chúng ta là gì? Đó là ở trong cái chế độ ăn này ấy, thì người ta sẽ làm đối với cái dạng mà đạm ấy, thì người ta ăn thiên nhiều về cá, bởi vì ở cái khu vực này, khu vực biển Địa Trung Hải mà, đặc biệt là cá hồi rất là nhiều. Và cái hàm lượng về cái chất dinh dưỡng cũng như là cái omega 3 ở của cái cá ở cái khu vực này nó sẽ tốt hơn so với những cái cá nuôi của chúng ta. Và người ta sẽ ăn nhiều đối với cái nhóm cá này, có thể là ăn thêm gà, nhưng người ta rất là ít ăn thịt đỏ. Tức là người ta gần như là người ta không ăn thịt lợn hay là thịt bò, thịt trâu đâu, hoặc là ăn rất là ít. Thế thì bác sĩ Ngọc cũng áp dụng trong gia đình là gần như là một tuần là chỉ ăn một lần thôi, ăn một ngày đối với cái chế độ ăn của cái thịt đỏ như thế này. Còn lại là những cái ngày khác thì có thể ăn cá hoặc là ăn gà. Lưu ý là chúng ta sẽ là cá thì nó sẽ là chứa, người ta thường là ăn cá biển thì là tốt hơn. Gà thì chúng ta nên tránh cái da gà ra, đặc biệt là đối với những người mà chúng ta có mỡ máu. Ăn nhiều những cái quả, những cái hạt. Chẳng hạn như là những cái hạt mắc ca này, hạt óc chó này, rồi hạt hạnh nhân này, thì nó sẽ được đưa vào trong cái nhóm là cái đồ ăn vặt, thì người ta sẽ ăn nhiều những cái quả hạt đấy. Trong cái nhóm về chất béo ấy, thì ở cái khu vực đấy thì người ta sẽ là sử dụng cái dầu ô liu rất là nhiều. Người ta thay gần như là những cái dầu, cái mỡ hàng ngày của chúng ta, người ta sẽ là sử dụng bằng cái chất béo chính là cái dầu ô liu. Để mà thay thế, nên là ví dụ như hiện tại nhà bác sĩ Ngọc thì cũng có cái dầu ô liu. Tuy nhiên dầu ô liu mà khi mà chế biến ở nhiệt độ cao thì nó sẽ làm mất tác dụng, nên chúng ta không thể sử dụng cái dầu ô liu để mà chiên rán được, mà chúng ta sẽ dùng dầu lạc, dùng đậu nành ấy, để chúng ta sẽ chiên rán. Còn cái dầu ô liu chúng ta sẽ cho vào trong cái salad, hoặc là sau khi mà chúng ta nấu canh xong chúng ta cũng có thể là cho một ít dầu ô liu vào để mà chúng ta ăn, thì nó cũng sẽ rất là tốt cho sức khỏe. Trong cái chế độ ăn này nữa thì người ta sẽ thấy là ở cái khu vực này thì người ta có thể người ta sẽ uống cái rượu vang. Thì đây cũng là một trong những cái mà người ta thấy là rượu vang nó cũng sẽ là tốt cho một số những cái bệnh lý về tim mạch. Tuy nhiên thì người ta cũng thấy là khi mà kể cả uống rượu ấy, rượu hay bia thì nó đều có tăng cái nguy cơ đối với cái ung thư, kể cả ít hay là nhiều. Nên là nếu như mà chúng ta mà đã từng uống rượu trước đây rồi thì chúng ta có thể chúng ta đổi sang rượu vang để chúng ta uống.
Còn nếu như mà chúng ta chưa uống rượu ấy thì thôi, chúng ta không nên uống, bởi vì có thể nó sẽ tốt cho tim mạch nhưng nó ảnh hưởng về vấn đề khác, thì cũng không cần thiết phải cái nhóm rượu vang này. Thì đấy là đối với cái chế độ ăn địa trung hải của chúng ta. Tuy nhiên thì nó sẽ phụ thuộc vào cái khu vực, chẳng hạn như ở đây chúng ta là chúng ta ở cái vùng mà đất nước nhiệt đới thì chúng ta cũng sẽ không thể nào mà áp dụng hoàn toàn đối với cái chế độ ăn địa trung hải được. Chẳng hạn như đối với cá hồi thì ở đấy nó có thể nó rất là rẻ, nhưng ở đây chúng ta rất là đắt. Dầu ô liu nó cũng là thế. Thế thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ áp dụng làm sao mà chúng ta linh hoạt nó, chứ không phải là chúng ta áp dụng 100% như thế. Thế thì cái việc áp dụng linh hoạt này nó sẽ là như thế nào? Ví dụ như chúng ta có thể thay đổi cái nhóm này thành cái nhóm kia. Đầu tiên là trong cái nhóm mà cái chất đạm ấy, thì mọi người sẽ cố gắng làm sao mà chúng ta sẽ chuyển cái đạm từ thực vật thay thế cho cái đạm động vật là ok nhất. Có thể là thay thế mọi loại thịt luôn. Thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ ăn nhiều thêm đậu vào để thay thế những cái loại thịt đấy. Có những người mà chúng ta ăn chay thì chúng ta gần như chúng ta không ăn thịt, thì chúng ta sẽ là ăn nhiều đậu vào. Hoặc là chúng ta ăn bớt cái thịt đi và chúng ta ăn tăng cái đậu lên. Trong cái nhóm những người mà chúng ta, đấy là những người mà chúng ta mà có thể thay thế đậu bằng thịt nha. Còn đối với những người mà chúng ta thích ăn thịt ấy, thì chúng ta sẽ có xu hướng là chuyển cái dạng từ thịt đỏ sang thịt trắng, như là chuyển từ thịt bò, thịt lợn, thịt trâu ấy, chúng ta chuyển sang thịt gà, thịt ngan ngỗng, thịt cá thì nó sẽ là tốt hơn. Đối với cái cá thì chúng ta sẽ ưu tiên cá biển. Đối với gà thì chúng ta nên là loại bỏ cái da gà ra, bởi vì cái lớp mỡ ở dưới da nó rất là nhiều và nó làm cho tăng cholesterol. Đối với cái nhóm về cái tinh bột, cái nhóm về chất xơ thì chúng ta cố gắng là thay đổi những cái mà cái carbon hydrate, những cái nó gọi là ngũ cốc nguyên hạt, thay thế cho những cái ngũ cốc về tinh chế. Chẳng hạn như là chúng ta ăn cơm thì chúng ta gạo trắng thì chúng ta sẽ chuyển sang gạo lứt, hoặc là chúng ta chuyển sang cái lúa mạch thì nó sẽ là tốt hơn so với cái việc mà chúng ta ăn cơm trắng. Thì đấy cũng là một trong những cái để chúng ta thay đổi trong cái việc mà kiểm soát về cái mỡ máu. Đối với cái nước chẳng hạn, thì khi mà chúng ta đi uống nước hàng ngày hay là chúng ta đi cà phê, chúng ta sẽ đi vào những cái quán uống nước cũng nhỉ, thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái nước như là nước lọc này. Chúng ta có thể uống trà hoặc là những cái nước mà có ga nhưng mà không có đường, để thay thế cho những nước ngọt, Coca hay là Pepsi, hay là chúng ta kể cả nước hoa quả nha. Thì chúng ta sẽ thay thế những cái đấy, tức là ví dụ như bây giờ cái thói quen Bác Sinh Ngọc khi mà đi uống cà phê hoặc là đi gặp một ai đấy mà uống nước ấy, thì thường là mình có xu hướng là gọi một ấm trà ra, thì mình sẽ uống có thể là một ấm trà cho 2-3 người để mà uống. Hoặc là chúng ta sẽ có một số những cái trà hoa nhài chúng ta uống nhưng mà hạn chế cho đường vào. Thì đấy là những cái thay thế của chúng ta. Đối với cái bơ ấy thì mọi người có thể là chúng ta sẽ sử dụng những cái dạng bơ thực vật, như là những cái bơ hạt ấy, nó sẽ thay thế cho những cái bơ động vật. Thì đấy là những cái mà chúng ta sẽ là thay thế thôi. Và với cái việc như này thì nó sẽ dễ dàng hơn so với cái việc mà mọi người bắt buộc phải theo một cái chế độ ăn nào đấy. Thì cái chế độ ăn địa trung hải là một trong những chế độ ăn mà nó cực kỳ tốt cho sức khỏe của chúng ta, có thể áp dụng cho tất cả mọi người, kể cả những người có bệnh lý về tim mạch hay là những người kể cả béo phì, chúng ta vẫn có thể áp dụng. Một số những người mà cái chế độ ăn khác thì nó có thể nó ưu tiên cho một số những cái bệnh lý khác hơn thôi, nhưng mà đối với cái chế độ ăn này thì nó sẽ áp dụng cho tất cả luôn.